Những thông tin mới nhất về tình hình hiện tại của Hồ Văn Cường khiến nhiều người lo lắng. Những ngày im hơi lặng tiếng thì mới đây, phía công ty quản lý của Hồ Văn Cường đã chia sẻ hiện tại của nam ca sĩ. Tiết lộ người này cho hay Hồ Văn Cường và bố mẹ đang sống trong một căn nhà tại quận 4, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Từ thời gian qua, có nhiều nghệ sĩ doanh nhân ngỏ lời giúp đỡ cựu quán quân Việt Nam Idol Kids để anh tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát, xây nhà ở quê, nhưng Hồ Văn Cường đều từ chối. Bởi sau những ồn ào, gia đình nam ca sĩ không còn muốn có thêm bất kỳ mối quan hệ cho nhận nào. Đại diện phía công ty quản lý còn cho biết sức khỏe của Hồ Văn Cường hiện đang rất yếu, bị suy dinh dưỡng, 18 tuổi, chỉ cao 1m56 và nặng 46kg. Nam ca sĩ đang cố gắng tập gym, ăn uống để vực lại tinh thần, sức khỏe. Đồng thời, nghỉ ngơi chứ chưa vội đi kiếm tiền, Hồ Văn Cường cũng đang là sinh viên ngành quản trị, kinh doanh của trường đại học Hoa Sen. Trước những thông tin này, người hâm mộ của Hồ Văn Cường tỏ ra vô cùng lo lắng. Nhiều người cư dân mạng đã nhắn nhủ đến giọng ca gốc Tiền Giang, thương em quá, em hãy cố gắng ăn uống để đi khám sức khỏe tổng quát, để các bác sĩ dinh dưỡng giúp em nhé, sao lại bị suy dinh dưỡng thế em? Hãy suy nghĩ tích cực, chuyện cũ đã qua hãy cho qua, nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe và mạnh mẽ bước tiếp, chàng trai cố lên. Đúng rồi, Cường hãy tập gym nhé, con trai mình trước đó rất ốm yếu, năm nào cũng nhập viện ít nhất một lần. Sau khi tập gym, ăn ngon ngủ khỏe, 2 năm tăng lên được 17kg, Cường chàng đủ tiêu chuẩn làm người mẫu. Chị em mình cùng quê, nghe tin về đồng hương của em. Thật là thương lắm, nội tình bên trong như thế nào, chị người trong cuộc mới hiểu, nhưng tất cả đều đã qua rồi, em hãy cố gắng sống thật tốt, hát thật hay, để mẹ nuôi yên lòng nơi xa. Ba mẹ ruột cũng được yên tâm về em. Chị đọc tâm thư em gửi cho khán giả, sau khi giải quyết xong với ekip, chị tin em là người biết suy nghĩ thấu đáo, sâu sắc, tương lai còn rất dài phía trước, hãy mạnh mẽ và vững vàng lên nhé em, chị tin em đã chọn được hướng đi đúng cho mình. Khán giả lo lắng khi nhìn hình ảnh mới nhất của Hồ Văn Cường sau khi rời khỏi nhà mẹ nuôi của ca sĩ Phi Nhung. Sau khi rời khỏi công ty và chuyển ra khỏi nhà mẹ nuôi của ca sĩ Phi Nhung, cuộc sống của Hồ Văn Cường nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ. Mới đây, một hình ảnh của Hồ Văn Cường được lan truyền khắp mạng xã hội. Theo đó, con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung lộ diện với vóc dáng tiêu tụy, đen nhẹm, gầy gò, Hồ Văn Cường ăn mặc giản dị, đứng sữa một phần sau. Nhìn hình ảnh này có thể thấy sức khỏe của nam ca sĩ giảm sút đi khá nhiều sau khi bắt đầu cuộc sống tự lập. Người hâm mộ không khỏi lo lắng và mong Hồ Văn Cường sẽ giữ gìn sức khỏe để sớm trở lại với các dự án nghệ thuật. Trước đó, quản lý của Hồ Văn Cường đã tiết lộ tình hình hiện tại của nam ca sĩ, theo đó con nuôi của Phi Nhung và bố mẹ đã sống ở trong một căn nhà quận Gò Vấp. Người này cho biết thời gian qua, quán quân Việt Nam Idol Kids đã nhận lời đề nghị được giúp đỡ từ các doanh nhân, nghệ sĩ để tiếp tục phát triển sự nghiệp ca hát, xây nhà ở quê, nhưng Hồ Văn Cường đều từ chối. Sau những ồn ào, nam ca sĩ không muốn có thêm bất cứ mối quan hệ cho nhận nào. Quản lý mới của Hồ Văn Cường cũng tiết lộ sức khỏe của nam ca sĩ đang rất yếu. Năm nay, nam ca sĩ đủ 18 tuổi, nhưng chỉ 1m56, nặng 46kg, bị suy dinh dưỡng. Hiện tại Hồ Văn Cường đang cố gắng tập luyện và ăn uống để tăng cường sức khỏe. Phía ekip Phi Nhung đã trao toàn bộ số tiền cắt xê của Hồ Văn Cường và những năm qua cho biết mẹ của cậu bé. Ngoài ra, ekip cũng tặng thêm 500 triệu đồng theo ý nguyện của ca sĩ Phi Nhung trước đây. Riêng về giải thưởng ngôi vị quán quân Việt Nam Idol Kids 2016 là 180 triệu đồng. Số tiền thực nhận từ ban tổ chức đã mở thành sổ tiết kiệm do bố mẹ của Hồ Văn Cường đứng tên.